quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lũ rất lớn đêm 12 rạng sáng ngày 13 tháng 9 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại một số địa phương của tỉnh như thị xã Sapa, huyện Bát Sát, Văn Bàn. Để quý vị và các bạn có những thông tin chi tiết, ứng phó kịp thời trước diễn biến phức tạp của thời tiết, biên tập viên Quỳnh Chi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Phương, dự báo viên của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai về hình thái thời tiết trong những ngày tới, cũng như những cảnh báo đối với người dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, ngay trong đêm qua và rạng sáng nay đã xảy ra lũ quét và lũ ống bất ngờ, khiến nhiều địa phương không kịp trở tay. Thời tiết cực đoan này được xác định bởi dạng hình thái thời tiết nào? Trong đêm hôm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc, nên là các khu vực trong tỉnh Lào Cai đang ghi nhận có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn tập trung ở các khu vực Sapa, Văn Bàn, Bảo Thắng. Đặc biệt ghi nhận trong đêm qua có một số điểm mưa rất to trong thời gian ngắn. Do mưa lớn dồn dập trong thời gian rất ngắn, lượng mưa từ 100 đến 100 mm nên là đã xảy ra lũ ống lũ quét trên một số nơi của địa bàn tỉnh ạ. Là cơ quan chức năng thì bà có dự báo thời tiết như thế nào trong 3 ngày tới trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai? Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, các khu vực trong tỉnh sẽ chịu ảnh hưởng của hình thế thời tiết rãnh áp thấp bị nén này kéo dài đến ngày 14 tháng 9. Vì vậy là sau ngày 14 tháng 9 thì lượng mưa các khu vực trong tỉnh sẽ giảm, chỉ còn mưa rào nhẹ vài nơi. Thế và bà có khuyến cáo gì với bà con nông dân trên địa bàn toàn tỉnh? Hình thế thời tiết rãnh áp thấp do ảnh hưởng của các đợt gió mùa đông bắc hay là các đợt không khí lạnh sẽ còn tiếp diễn trong những tháng tới cuối năm. Khi ảnh hưởng của các hình thế này thì thường gây mưa lớn trên diện rộng cho các khu vực trong tỉnh. Ngoài theo dõi các bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh thì bà con cũng phải chủ động theo dõi diễn biến thời tiết thực tế để kịp thời có kế hoạch thu hoạch sản phẩm cây trồng vật nuôi, tránh những thiệt hại không đáng có. Vâng, xin cảm ơn bà. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc trao đổi vừa rồi đã cho chúng ta những thông tin cần thiết để chủ động đối phó với tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Quý vị và các bạn hãy liên tục theo dõi tình hình mưa lũ trên các bản tin của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai để có biện pháp chủ động phòng tránh tốt nhất.